Thưa quý vị, ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị 16, các lực lượng chức năng quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt những trường hợp vi phạm quy định chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, từ sáng sớm 9 tháng 7, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đã triển khai các chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường trọng điểm và các tổ cơ động xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch. Tại công viên gia định, tổ xử lý của quận Phú Nhuận phối hợp Ủy ban phường 9 đã lập biên bản 3 người tập thể dục xung quanh công viên. Trong đó, ông HMD, 43 tuổi, ngụ trung cư Orchard Parkview, phường 9, mặc trang phục giày thể thao đã tranh cãi quyết liệt với tổ công tác. Ông khăng khăng mình chỉ ra đường để tìm mua đồ ăn sáng cho con như mọi ngày. Cho đến khi bảo vệ công viên cung cấp đoạn video clip, ông D chạy nhiều vòng xung quanh công viên trước đó thì ông này mới ký vào biên bản vi phạm. Riêng hai trường hợp vi phạm còn lại thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đồng ý lập biên bản. Theo ông Nguyễn Dương Quang Hiền, Phó Chủ tịch Phường 9, quận Phú Nhuận, Mỗi người sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 117. Thưa quý vị, sáng 9 tháng 7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết trong ngày 8 tháng 7, Đồng Nai ghi nhận thêm 25 ca dương tính COVID-19. Trong đó có 9 ca liên quan chợ Bình Điền, 3 ca liên quan chợ Tân Biên, 2 ca liên quan chợ Thủ Đức. Ngoài ra còn có 1 ca là bác sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Theo đó, vào ngày hôm qua, khi xét nghiệm cho toàn bộ gần 1.500 nhân viên của bệnh viện theo định kỳ, xét nghiệm hàng tuần, phát hiện một bác sĩ thuộc khoa nội tiết dương tính với COVID-19. Hiện bệnh viện đã phong tỏa khoa nội tiết, cách ly tại khoa 45 bệnh nhân cùng 44 người nhà và 28 y bác sĩ. Tính đến nay, Đồng Nai phát hiện 155 người dương tính COVID-19 trong đợt dịch lần thứ tư. Trong đó, huyện Thống Nhất chiếm nhiều nhất với 92 ca, với nguồn lây từ chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo về hai trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là bảo vệ ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thuộc chùm liên quan đến tỉnh Bắc Giang. Trường hợp thứ nhất là PVT, nam sinh năm 1999, địa chỉ ở thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Trường hợp thứ hai là DQC, nam sinh năm 1976, địa chỉ ở thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Hai bệnh nhân đều là bảo vệ tại cổng F5 nhà máy công ty SEI ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cùng bệnh nhân COVID-19 số 21330, tên HVH, sinh năm 1986, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đang ở trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Như vậy trong sáng 9 tháng 7, CDC Hà Nội đã thông báo thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 3 ca liên quan đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đã có 12 ca liên quan. Tính từ ngày 5 tháng 7 cho đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có 24 ca dương tính SARS-CoV-2. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.